chúng ta sẽ bắt đầu làm lam lỏng như nước. Chị sẽ giới thiệu nguyên liệu cần có để làm lam lỏng như nước. Đầu tiên là guar gum, nguyên liệu rất là quan trọng luôn. Màu để chúng ta pha guar gum, để chúng ta pha lam lỏng như nước của chúng ta thành bất cứ màu nào các em yêu thích. Sau đó là nước và nước lọc để pha với guar gum tạo một cái độ sệt nhất định. Và sau khi có độ sệt rồi, nhưng mà cho guar gum từ từ thôi nha, nếu không cho một lúc thì nó sẽ bị vón cục và khuấy đều. Sau khi đã có dung dịch lỏng rồi và cái guar gum này hòa tan đều với nước rồi thì các em sẽ cho nước lên miệng từ từ vào. Giờ chị sẽ bắt đầu làm nhé. Cho nước trước. Ui, giờ chị sẽ bắt đầu làm. Cho nước trước. Sau đó cho guar gum vào. Khuấy. Khuấy từ từ. Một lượng như thế này và đủ với lại cái bột nó bị tan hết á thì mình sẽ pha màu nha. Chị sẽ pha màu truyền thống của chị, màu hường. Cái này các em phải đánh kỹ lắm nha. Rồi, đều màu rồi thì chúng ta sẽ cho nước kích hoạt vào. Khi mà khuấy lên thì ở giữa nó đã sắn lại rất là nhiều. Có slam rồi nè. Mình khuấy mạnh tay lên chút xíu nữa. Vì chị cho nước rơ miệng cũng khá nhiều. Cho nhanh. Nè, đặt rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ lấy slam ra chơi nha. Nghe tiếng giống như là nước vậy đó. Đây chính là slam lỏng như nước. Giống như chúng ta đang cầm một giọt nước. Ui ôi, giật cả mình. Nhưng mà slam này không nắng được, cầm thì đã tay với mát mát. Và nghe tiếng nước.